Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem Đây là mẫu xe Kia Soloto, Một mẫu xe nằm trong phân khúc sedan cỡ B Được lắp ráp tại Việt Nam Và mẫu xe này sử dụng chung động cơ Với chiếc Hyundai Accent Giá bán của Kia Soloto Thì rẻ hơn Hyundai Accent rất là nhiều Thời gian tới nếu có chính sách hỗ trợ thuế 50% thì Kia Soloto Cũng là mẫu xe nằm trong diện được hỗ trợ thuế trong video ngày hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng của từng phiên bản Kia Sonato thời điểm những ngày cuối tháng 5. Để anh em nào đang có nhu cầu nghiên cứu, tham khảo dòng xe này hay là tham khảo những mẫu xe có tầm tiền dưới 500 triệu, anh em tham khảo video, từ đó anh em so sánh và cân đối đưa ra quyết định mua mẫu xe nào cho phù hợp. Và mời anh em cùng xem video. Mẫu xe Kia Sonato có tất cả là 4 phiên bản để anh em lựa chọn trong đó có hai phiên bản số sàn và hai phiên bản số tự động đối với phiên bản số sàn thì có thêm những tùy chọn đó là thêm phanh phụ dành cho những xe dạy lái thì anh em nào mua xe về dạy lái thì liên hệ với nhân viên bên em bên em sẽ cập nhật chính sách giảm bán riêng cho anh em và bốn phiên bản Kia Soluto cụ thể như sau phiên bản thấp nhất đó là Soluto MT số sàn phiên bản thứ hai đó là Kia Soluto bản MT Dynac phiên bản thứ ba đó là Soluto bản AT Dynac và phiên bản thứ tư đó là Soluto bản AT Luxury và phiên bản đầu tiên em cập nhật chính sách bán hàng những ngày cuối tháng 5 cho anh em, đó là chiếc Kia Sonato bản AT Luxury, phiên bản cao cấp nhất. Tại thời điểm này, giá bán cho anh em đã hạ so với thời điểm tháng tư vừa rồi và cụ thể giá bán là 454 triệu. Ngoài ra thì vẫn có cơ chế linh động giảm thêm tiền mặt hoặc tặng thêm phụ kiện cho anh em khi mà anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em tại hai cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng anh em lưu ý, chính sách bán hàng của Kia phân vùng thị trường Chính vì vậy chỉ áp dụng cho anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thôi ạ. Còn anh em ở các tỉnh khác thì do em không bán về được nên em không thể hỗ trợ trực tiếp cho anh em được. Với giá bán 454 triệu, giá xe ra biển số lan bánh em cũng đã tính cho anh em cụ thể các địa phương như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 530 triệu, các tỉnh áp 1200 là 510 triệu, các tỉnh áp 1200 là 501 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 520 triệu. Giá xe ra biển số lan bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình giúp em và chưa bao gồm bảo hiểm thất vỏ cùng với các khoản chi phí dịch vụ ngoài anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc solo tô bản luxury số tiền ban đầu anh em cần phải bỏ ra tại điểm hiện tại như sau anh em ở hà nội cần phải chuẩn bị 144 triệu các tỉnh áp 1200 là 124 triệu các tỉnh áp 1200 là 115 triệu và thành phố hồ chí minh sẽ là 135 triệu ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thất vỏ và năm đầu tiên chỉ giá là, là 5,4 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng cũng vay tối đa là khoảng 385 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu 3 năm. Với gói vay 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 6,3 triệu. Trong đó thì gốc chia đều là 4 triệu cùng với lãi suất hàng tiên là 2,3 triệu. Nếu thời gian tới có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạn thì anh em mua xe Kia Sonoto bản Luxury này anh em chờ thời điểm đó anh em đi đăng ký thì anh em sẽ tiết kiệm được khoảng 22 cho đến 25 triệu tùy từng địa phương. <laughs> Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Kia Soloto và AT Deluxe. Giá bán tại thời điểm này cho anh em là 439 triệu. Anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì bên em vẫn sẽ có cơ chế linh động giảm thêm tiền mặt cho anh em. Với giá bán 439 triệu, giá xe ra bị số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 515 triệu Các tỉnh áp 12% thuế là 495 triệu Các tỉnh áp 10% trăm là 486 triệu Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 506 triệu Giá xe ra biển số đặt bài trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản Anh em có thể xem trên màn hình giúp em Cũng chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những khoản chi phí dịch vụ ngoài Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc solo tô bản AT Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 142 triệu các tỉnh áp 12% là 122 triệu Các tỉnh áp 10% là 113 triệu Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 133 triệu Ngoài ra thì anh em vẫn sẽ phải mua thêm bảo hiểm thất vỏ Năm đầu chỉ đã là 5,2 triệu Cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 373 triệu Trong thời gian vay tối đa 8 năm Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 6,1 triệu Trong đó gốc chia đều là 3,8 triệu Cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,3 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và phiên bản này nếu có chính sách hỗ trợ thuế thì anh em sẽ tiết kiệm được khoảng từ hơn 20 cho đến gần 25 triệu tùy từ từng địa phương. <laughs> phiên bản thứ ba em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Kia Soloto bản MT số sàn Giá bán theo công bố của nhà máy và áp dụng tại thời điểm này là 418 triệu. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì bên em vẫn sẽ có cơ chế hỗ trợ giảm thêm tiền mặt cho anh em trên dưới 10 triệu. Anh em lưu ý với giá bán 418 triệu giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 490 triệu các tỉnh áp 1200 là 470 triệu các tỉnh áp 100 là 462 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 481 triệu giá xe ra biển số lan bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình giúp em và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 134 triệu Cắt tỉnh áp 12% là 115 triệu. các tỉnh áp 10% là 106 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 126 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Và năm đầu tiên trị giá là 5 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 355 triệu. Trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 5,8 triệu. Trong đó thì gốc chia đều là 3,7 triệu. Cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,1 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và phiên bản cuối cùng em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc kia Sonoto bản MT số sàn bản tiêu chuẩn giá bán theo công bố của nhà máy tại thời điểm này là 386 triệu và tại hai cơ sở bên em vẫn sẽ hỗ trợ giảm tiền tiền mặt cho anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh căn cứ từ giá bán 386 triệu giá xe ra biển số lan bánh em cũng đã tính cho anh em như sau anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội sẽ là 456 triệu các tỉnh áp 12 là 436 triệu. Các tỉnh áp 1200 là 428 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 448 triệu. Giá xe ra bình số là máy trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em. Và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp phiên bản này, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 127 triệu. Các tỉnh áp 12 là 108 triệu. Các tỉnh áp 10% là 100 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 119 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ cho chiếc Kia Sorento bản mới tỷ tiêu chuẩn này là 4,6 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Trong trường hợp anh em mà được hỗ trợ thuế thời gian tới thì anh em sẽ trừ đi cho em khoảng tầm gần 20 triệu từ giá xe ra biển số lăn bánh hay là chi phí ban đầu. Như vậy thì ngân hàng sẽ cho anh em vay mức vay tối đa 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 328 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 5,3 triệu trong đó thì gốc chi đều là 3,4 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 1,9 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo <laughs> như vậy trên đây đó là toàn bộ thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Kia Soluto tại thời điểm những ngày cuối tháng năm hy vọng những thông tin em vừa chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe tại thời điểm này cho phù hợp cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em